Hội chợ OCOP tỉnh Tuyên Quang năm 2023 đang diễn ra với hơn 60 gian hàng cùng hàng trăm sản phẩm OCOP đặc sản của các địa phương trong và ngoài tỉnh. Đây là cơ hội tốt để các hợp tác xã xúc tiến liên kết trong phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, vùng nguyên liệu dược liệu của hợp tác xã Thảo Mộc Việt, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên có khoảng 5 hectare, gồm cà gai leo, tía tô, đinh lăng, lạc tiên, cỏ ngọt. Ý thức được việc xây dựng thương hiệu, nâng cao mẫu mã, chất lượng cho sản phẩm, hợp tác xã đã đăng ký nhãn hiệu Thảo Mộc Việt. Hợp tác xã đã xây dựng được 7 sản phẩm trà túi lọc, trong đó có 3 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao với các nguyên liệu đa phần sẵn có của địa phương. Năm 2022 thì hợp tác xã cũng đã đăng ký thi OCOP đối với 3 sản phẩm, bao gồm sản phẩm trà tía tô, sản phẩm tơ man trà và sản phẩm trà cam Thảo Mộc. Thì cũng hợp tác xã thi thì cũng đạt kết quả là 3 sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Và năm 2023, hợp tác xã cũng đã đăng ký xin thi thêm 3 sản phẩm mới và xin nâng hạng 3 sản phẩm 3 sao lên sản phẩm 4 sao. Đến nay, Tuyên Quang có 191 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh, trong đó đa số các sản phẩm thuộc hợp tác xã sản xuất và chế biến. Việc đạt chứng nhận OCOP đã giúp các hợp tác xã khẳng định chất lượng sản phẩm, mở ra cơ hội để vươn xa trên thị trường. Giá trị sản phẩm được nâng cao, tăng thêm từ 5 đến 10% so với trước khi chưa tham gia OCOP. Đưa cái sản phẩm OCOP đến với người tiêu dùng một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. Và một mặt nữa thì cái vai trò chủ thể hợp tác xã là đầu tàu mà chúng ta hay gọi là bà đỡ của người nông dân. Nó thể hiện ở cái việc mà hướng dẫn, thông qua hợp tác xã để hướng dẫn cho người nông dân sản xuất ra các cái sản phẩm OCOP và đảm bảo theo cái tiêu chuẩn chất lượng. Từ hội chợ OCOP Tuyên Quang, có thể thấy OCOP và hội chợ đang góp phần thiết thực nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh sản phẩm địa phương, nhất là khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số.